Em là Trần Audio Nội, xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video clip này em là Trần dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như là đam mê đồ băng cối. Hôm nay thì có về được một model khá là hay và hiếm gặp, Akai GX265D. Cái dòng sản phẩm này thì đã rất lâu rồi, mới lại cập bến shop đặt Trần Audio Nội. Hôm nay về được một máy rất đẹp, em xin giao lưu và phục vụ cho các bác. 265D, con này là phiên bản thu nhỏ của đời 635D, chất âm rất hay, giá thành thì hợp lý. Các bác có thể thấy thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ mặt máy của Akai 265D sở hữu một cái mặt nhôm phay màu trắng, hai cụm đồng hồ thì được bố trí riêng biệt nhau hai bên. Và các bác nhìn cái phần hệ thống hàm từ, cái phần hàm từ của em này nó rất là rộng. Đấy, nó chứa tới nhiều đầu từ và nó thu phát cả hai chiều. Đấy, sử dụng động cơ 3 motor. Đấy, các bác có thể thấy là động cơ 3 motor này, auto divert này, Bowie recording này, đây là rất là nhiều những cái tính năng thường được sử dụng trên những cái dòng máy cao cấp thì hôm nay đã được ứng dụng trên em 265D này. Con này thì chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch, 4 jack auto divert 2 chiều các bác nhé, không khác gì trên cái dòng 635D. Và cái điểm rất hay của cái đời này là cái phần bánh tì được bố trí ở chính giữa như này, giúp cho máy là chạy cân bằng, ổn định cả hai chiều, cả hai vế hoạt động hoàn hảo luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, thiết kế cái mặt của con này thì nó giống hệt như mặt của 630D, không khác gì cái mặt của 630D các bác nhé. Rồi các bác nhìn những cái phần núm này, núm volume này rất là đẹp, có những cái đường cắt CNC, những cái họa tiết vân trải tia. Đấy, nó đúng là của 630D, 650D luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, nét căng như thế này. Đấy, bên tay phải thì chúng ta sẽ có một cái công tắc nguồn, một công tắc điều chỉnh tốc độ và nhanh chậm này, rồi một cái phím play và các cái phím chức năng ở bên dưới, hai cụm đồng hồ vu đấy được bố trí tách rời nhau, cụm hồ vu mặt kim loại rất là sáng. Ở đây thì những cái phần phím bấm cơ bản. Máy thì được đặt nguyên trong một cái hộp gỗ như này, hộp gỗ còn rất là đẹp, đặc trưng của Akai, cái phần vân gỗ đây, vân gỗ của Akai rất là đẹp luôn. Đấy, phía hậu đằng sau thì cũng còn rất là mới, ruột gan sắt xi 7 màu các bác nhé. Đấy, con này ruột gan sắt xi 7 màu rất là đẹp. Và sản phẩm này thì bên em giao lưu cho các bác mức giá cực kỳ tốt, 13 triệu đồng các bác đã có thể sở hữu được em 260D tuyệt đẹp luôn. 13 triệu đồng các bác có nhu cầu alo cho em 098 358 6968. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng đi toàn quốc. Giá sản phẩm là không bao gồm phí ship. 13 triệu đồng là giá máy các bác nhé, không bao gồm bao. Bên em xin test, mời các bác chúng ta cùng nghe. Tiếng của dòng này thì rất hay. Chiều hoàn hảo, đặc biệt là phần bánh tì được bố trí ở vị trí chính giữa, cho nên là chất âm cân bằng cả hai bên. 13 triệu đồng cho em Akai GX265D, đẹp xuất sắc. Các bác có nhu cầu alo cho em 098 358 6968. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship.
em test chức năng tơ máy các bác xem. Dòng này thì chạy rất là êm, sở hữu mạc sạc vô. Đấy, không khác gì những cái đàn anh lớn của Akai, cho nên vận hành hoàn hảo. Mọi tính năng 13 triệu đồng, các bác có nhu cầu alo sớm cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.